Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter có một món quà tự thưởng cho mình, muốn chia sẻ với các bạn luôn trước khi Peter đi ra đạp thử với nó. Như các bạn cũng đã biết là Peter đạp xe đạp road được tới ngày hôm nay seriously là khoảng chừng 1 năm rưỡi. Trước đó thì Peter đạp những chiếc xe gấp, cái loại đi chơi bình thường gia đình thôi, cho nên không có sức khỏe nhiều như là từ ngày mà đạp cái loại xe đạp road. Thì sau 1 năm rưỡi, Peter tiến bộ rất là nhiều về vấn đề thể lực và đạp của xe đạp road, cho nên Peter và dĩ nhiên là đạp rất là nhiều thì cũng học được một số kinh nghiệm. Thì một trong những cái kinh nghiệm là những cái thiết bị phụ tùng, mà những cái món đồ mà mình cần để mà mình khi mà mình ra đạp á, mình thoải mái, mình thích thú, mình enjoy cái môn thể thao của mình á, thì ngày hôm nay Peter có tự thưởng cho mình một đôi giày mới, và Peter rất là excited để ngày mai đi ra đạp với nó. Và trước khi gắn cái clip vô thì Peter muốn làm cái video này cho các bạn xem luôn. Tiện thể chia sẻ các bạn cái đôi giày ngày hôm nay á, không phải là hai cái đôi đằng trước này. Hai cái đôi đằng trước mà Peter có đây á, là Peter mua và đạp nó ngay từ lúc đầu học chơi cái môn đạp xe road. Thưa các bạn, là cái đôi giày mà Peter chia sẻ với các bạn ngày hôm nay á, là một trong những cái hiệu mà Peter có nghiên cứu và cũng có thấy nhưng mà chưa bao giờ dám mua, nghĩ tới là mình mua hết á, là tại vì cái giá nó cao, nó mắc. Ngày hôm nay Peter chia sẻ với các bạn đôi giày hiệu CD Made in Italy. Ok, thì những bạn nào mà chơi xe đạp road mà lâu năm á thì sẽ biết ngay cái hiệu này. Thì để Peter nói tiếp, hồi nãy Peter nói là Peter đã biết cái hiệu này cũng trước khi mà chơi ấy, thì Peter cũng đã thấy nhiều người mang cái đôi giày CD này, và khi mà Peter đi lên mạng, Peter nghiên cứu ấy, thì Peter thấy cái giá nó cao quá, Peter ngần ngại không có mua, tại vì lúc đó mình cũng mới chơi. Nhưng mà sau 1 năm rưỡi bây giờ chơi ấy, mình mới cảm thấy là mình cần có một cái đôi giày ngon, tốt, và mình đã quyết định mua một cái đôi giày, đầu tư vào một cái đôi giày cho nó ngon luôn. Thì đây là cái hiệu mà CD, và cái mẫu này là cái mẫu nó gọi là Wire to Carbon. Ok, Wire to Carbon. Trên cái mẫu này là hạng A. Trên cái mẫu này á, nó có một cái mẫu nó gọi là CD Shot. Thì cái mẫu đó Peter không không có chọn cái mẫu đó, tuy cái mẫu đó là cái mẫu cao nhất trong đầu bảng, Peter không có chọn cái mẫu đó, mà Peter chọn cái mẫu này, thì lát nữa Peter sẽ nói lý do tại sao. Ok, Peter rất là excited với cái đôi giày này, và ngày hôm nay lập tức làm cái video này để chia sẻ các bạn liền. Ok, thì bây giờ để Peter unbox cái hộp này ra cho các bạn xem ở trong này nó là cái gì. Hôm qua lúc mà nó về là Peter đã mang thử vô chân rồi, là tại vì lý do là khi mà mình mua một cái đôi giày cycling mà road á, nó rất là khó, tại vì cái kích thước mà nếu mà mình mang vô mà nó không vừa đó thì mình đừng có làm gì hết, mình nên trả lại hoặc là mình đổi một cái size cho nó vừa mình. Tại vì đôi giày mà cycling shoes á, mà nó không vừa kích thước của mình á, là mình đạp mình sẽ không có enjoy. Ok, đau chân hoặc là mình đạp không có lực. Ok, thì ngày hôm qua khi cái hộp này nó về á, Peter xỏ vô thử liền, mang đôi vớ xỏ vô và mình cảm thấy là rất là vừa vặn, kích thước vừa luôn, cho nên Peter sẽ giữ cái này lại và làm ngày hôm nay cho các bạn xem. Ok, bây giờ Peter mở cái hộp này ra. Ok, cho các bạn xem ở trong cái hộp này là cái gì ha. Thì đây là hiệu CD SIDI, Made in Italy. Ok, nó cho mình cái bao, một cái bao CD. Ok, cũng tốt, bỏ qua một bên, Peter không nghĩ là sẽ dùng cái bao này nhưng mà cứ bỏ qua đây. Nó cho mình cái quyển sách, nó nói sơ sơ về 60 năm kỷ niệm của công ty Technical Information. Cái quyển sách này nó cho mình, nó trong này nó chỉ cho mình cách cài những cái clip. Ok, nó cho mình mấy cái decal này để mình dán nếu mình thích.
Ok, cái cách để mà mình dùng cái đôi giày. Ok. Một vài cái coupon. Nó cho mình thêm một cái Allen wrench, một cái key Allen wrench, và một cái đầu này là Allen wrench và cái đầu này là cái screwdriver. Lý do nó cho mình cái này để lát nữa Peter sẽ nói với các bạn luôn. Và đây là cái đôi giày. Ok. Thưa các bạn, đây là đôi giày. Cái mẫu này là cái mẫu nó gọi là CD wire 2 carbon. Nó có cái mẫu wire 1, có nghĩa là cái original đó, thì cái đó là một trong những cái mẫu rất là nổi tiếng của CD. Và những anh em nào mà chơi xe đạp road lâu năm thì chắc là cũng đã biết cái mẫu đó. Và cái mẫu này là cái mẫu thứ hai. Nó bắt đầu cái mẫu này từ năm 2019 tới bây giờ. Còn trước 19 á, thì mình có thể mua cái mẫu nó gọi là wire thôi, là wire 1 á. Thưa các bạn, cái mẫu wire 1 đó nhìn rất là đẹp. Mà Peter lên thị trường Peter tìm mua thì dĩ nhiên là nó không có bán new nữa. Nếu mình thích cái đó thì mình phải mua giày cũ thôi. Nhưng mà Peter không có recommend các bạn, là mình đã chơi môn thể thao cycling thì mình không có nên mua giày cũ, hoặc là mình không nên mua quần áo cũ. Ok, người ta mang rồi cũng không hay lắm. Đây là cái mẫu mà Peter chọn, cái mẫu trắng, đỏ và đen. Lý do tại sao Peter chọn cái mẫu này là tại vì như các bạn biết là trong 6 tháng nay là Peter own hai chiếc Conago, thì cái chiếc Conago C60 của Peter là màu đen, có một chút viền tông đỏ và cái ghế đỏ, và tô điểm cho nó màu đỏ, cho nên Peter chọn cái đôi giày có một chút màu đỏ này. Còn cái chiếc Conago thứ hai của Peter là cái chiếc Master X-Lite Saroni Red, thì cái đó cũng là màu đỏ, thì cái màu đỏ nó cũng rất là hợp với đôi giày này. Thì Peter chọn cái đôi giày này, nó có tông đỏ, trắng, đen. Ok, cho nó đẹp. Rồi, để Peter lấy cái đôi thứ hai ra luôn. Đây là cái đôi thứ hai. Ok, bỏ cái hộp này qua một bên cho các bạn xem cái mẫu mã của nó trước khi Peter đi vô chi tiết. Đẹp lắm các bạn ơi, rất là đáng đồng tiền. Hồi nãy Peter có nói rồi, giày CD á, cái giá nó rất là cao hơn những cái hiệu khác một chút. Nhưng mà sau khi mà Peter lấy cái đôi giày này ra mang thử vô trong chân thì Peter mới hiểu là lý do tại sao nó mắc như vậy. Ngày hôm nay á, Peter có đem hai cái đôi giày mà Peter đã dùng lâu nay để so sánh với cái đôi giày mới luôn, và cho các bạn hiểu một chút cái lý do tại sao cái đôi giày này mắc. Peter lúc mà mua cái đôi giày này á, là Peter lên trên mạng và Peter nghiên cứu cái hiệu CD và nghiên cứu những cái mẫu của đôi giày CD này cũng khá lâu á, khoảng chừng 3 tuần á trước khi Peter quyết định. Tại vì á, giày CD nó quá nhiều mẫu đi, nó nhiều mẫu, nhiều màu. Tuần vừa rồi á, Peter có mua một đôi CD mà cái mẫu nó gọi là Genius 10. Với một cái kích thước là cái size là 43, thì Peter mua xong rồi nó gửi về, Peter mang vô chân á, chỉ được có một vài phút để thử thôi, là Peter quyết định là cái mẫu này thứ nhất là nó không đẹp, thứ hai nữa là cái kích thước nó không đúng như là cái mà tìm hiểu của Peter, cho nên Peter lập tức return cái đó. Mình chịu cái phí return là mười mấy đô á, để mình trả lại. Và khi Peter trả lại, Peter đã hiểu vấn đề và cuối cùng Peter đã chọn được cái đôi này rất là vừa ý. Peter nói cho các bạn sơ sơ về cái vấn đề kích thước. Kích thước của một cái đôi giày road á, nó rất là quan trọng. Ok, hồi nãy Peter có nói là Peter mua một cái đôi CD tuần vừa rồi mà khi nó gửi về á, cái kích thước 43. Tại sao Peter chọn 43? Nó có hai cái lý do là khi mà đi lên mạng mà tìm hiểu á, người ta nói á, là giày CD nó hay thông thường nó nhỏ hơn những cái hiệu khác một chút, cho nên mình nên mua một cái size bự hơn để cho mình mang vừa. Thì thông thường á, Peter mang cái kích thước là 42.5. Ok, của hiệu, những cái hiệu khác, ví dụ như là 42.5 của Shimano là Peter mua mang cái đôi này là 42.5. Thì thông thường á, người ta nói nếu mà mình mang những cái hiệu khác là 42.5, mà nếu mà mình đổi qua cái hiệu CD mình nên lên một nửa size. Thì Peter mới đọc ở trên mạng và thấy vậy và mua cái đôi 43. Khi mà mua cái đôi 43 về á, hồi nãy Peter có nói rồi á, mang vô, Peter thấy nó rộng,
Lý do nó rộng là tại vì khi mình đẩy cái đôi cái chân mình vô á, mình để cái ngón tay đằng sau cái gót này là mình thấy là nó còn dư rất là nhiều chỗ. Và khi mà mình đẩy cái chân mình sát ra đằng sau á, thì mình ấn cái đằng trước này mình thấy là cái ở đằng trước này vẫn còn rộng quá, là mình biết là nó rộng rồi. Và mình khi mà mình mang mình siết hết tất cả lại á, mình cảm thấy cái chân mình nó chưa có được bó lắm, nó chưa có chắc lắm, thì là Peter trả liền. Cho nên á, Peter mới trả cái đôi giày đó lại và mua đôi giày này với cái kích thước 42.5, là cái kích thước mà chuẩn của Peter luôn. Và lập tức khi mà Peter mang vô á, vừa khích luôn. Cho nên thưa các bạn á, là nếu mà các bạn quyết định mua giày CD thì các bạn đừng có tìm hiểu thêm nữa. Peter đã tìm hiểu rồi và cũng đã mua rồi. Cứ mua cái kích thước mà thông thường các bạn mang. Ví dụ như các bạn đang mang 42 thì cứ mua 42. Đang mang 43 cứ mua 43. Đang mang 44 cứ mua 44, hoặc là 42.5 trong cái trường hợp của Peter là 42.5. Thưa các bạn, là cái đôi giày 42.5 hơi khó tìm, là tại vì hầu như là nhiều người mua cái kích thước này. Và Peter mua được cái đôi này với cái giá cũng đặc biệt và vừa đúng cái kích thước của Peter luôn. Ok, đó là Peter muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề kích thước của cái đôi giày. Giày CD mình không cần phải mua rộng hơn. Bây giờ trước khi đi vô chi tiết thì Peter cũng muốn cho các bạn biết về cái giá cả của cái đôi giày CD. Thì thưa các bạn, hồi nãy Peter có nói rồi, đôi giày CD thông thường á, nó mắc hơn những cái hiệu khác ở cùng cái tầm cái bảng. Ví dụ như đôi này á, là nó consider là dạng đôi giày professional rồi, giày cho dân mà đua mà serious rồi. Peter thì không có đua với ai hết, nhưng mà Peter cũng muốn có một cái đôi giày dùng cho nó bền, cho nó tốt và mình enjoy nó. Thì cái đôi giày này cũng hơi mắc, tính ra thuế má xong hết là khoảng chừng 380 đô. Có đôi giày mắc hơn nhiều nữa, nhưng mà cái đôi này là gần tới 400 đô rồi. Nhưng mà thưa các bạn á, cái kinh nghiệm của Peter là như vậy. Người ta nói là cái đôi giày CD á, mình có thể dùng nó rất là lâu, có thể last mình khoảng chừng gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần những cái hiệu khác. Và Peter tin, tại vì lúc mà Peter lấy cái này ra, Peter sờ những cái material của nó và Peter thấy cái cách mà thiết kế của cái đôi giày này, Peter biết chắc là nó sẽ cho Peter một cái thời gian rất là lâu. Không những như vậy, cái đôi giày CD nó hay một cái á, là tất cả những cái bộ phận ở trên cái đôi giày này mình có thể thay được. Nếu mà nó hư mình có thể thay, ví dụ như là cái buckle ở trên này, nếu nó rách, nó gãy hay là nó cong, mình có thể mua cái này và thay, chỉ có mua cái miếng này thôi. Hoặc là những cái chỗ mà mình cài đây nè, cái nút cài này mình có thể thay. Ok. Và những cái đế màu đỏ, cái đế mà để mà mình đi bộ nè, cái đó, những cái này nếu mà mình đi bộ mà mình trong cái giai đoạn mà mình đạp á, mà cái này nó mòn, mình có thể mua hai cái miếng này, mình vặn con tháo con ốc này ra mình gắn vô, và cái đôi giày mình coi như là còn nguyên. Kể cả cái miếng mà để bó cái gót chân đằng sau này mình cũng có thể thay. Có nghĩa là cái đôi giày CD này mình có thể mua bộ phận để mình thay nó, và như vậy á, là mình sẽ dùng cái đôi giày này lâu hơn. Hãng CD này nó đã ra lâu đời rồi. Hồi xưa nó thời 1960 là nó làm giày đầu tiên là làm giày cho dân chơi mô tô, motorcycle. Và từ năm 1970 á, nó vô trong cái lĩnh vực giày cho xe đạp, cycling shoe. Và từ đó tới ngày hôm nay á, là họ cái công ty CD này nó rất nổi tiếng về những cái loại giày thể thao mà professional. Ok. Cho nên cái history của cái CD này là như các bạn cũng đã biết là không có cái gì xa lạ với lại dân chơi thể thao xe đạp. Và Peter xưa nay giờ vẫn thích có một cái đôi CD và ngày hôm nay đã mua được nó. Và đôi giày CD là hoàn toàn made in Italy. Đặc biệt là giày CD không có làm ở bên châu Á, làm hoàn toàn ở bên Italy. Cho nên cái giá thành nó hơi cao. Đó là cái lý do tại sao. Đôi giày này, cái mẫu này là cái mẫu nó gọi là Wire 2 Carbon. Và nó có 4 màu. Màu trắng, màu đen, rồi màu đủ loại màu hết. Và Peter mua chọn cái màu đỏ, trắng, đen này. Ngoài cái mẫu Wire 2 này ra, nó có cái Wire 2 Matte. Có nghĩa là nó có cái loại thiết kế là cái màu nó không có bóng, nó matte, nó lì, nó chìm xuống một chút, cho những người nào mà không có muốn nó nổi quá. Và nó có cái mẫu này, nó gọi là Wire 2
carbon mà air có nghĩa là nó có nhiều cái lỗ mà để thông hơi hơn. Ok. Đó chứ air không phải là nhẹ hơn nhưng mà nó có nhiều cái lỗ thông hơi hơn. Thì cái đôi giày đó thưa các bạn là Peter thích lắm, có thể là sẽ coi coi này, mình nếu mà nó rẻ thì mua thêm một chiếc một đôi nữa, nhưng tại vì Peter cầm này Peter thích quá. So sánh với những cái đôi giày khác á, ví dụ như đôi giày Shimano của Peter đây là nó dùng cái hệ thống nó gọi là Boa. Ok, hoặc là cái đôi giày mà cũ hồi xưa lúc mà Peter mới bắt đầu chơi là nó có cái hệ thống nó gọi là Buckle. Ok. Cái đôi giày CD á, nó có cái hệ thống nó gọi là Techno Closure. Thì cái này nó hay cái là mình bấm cái nè thì mình vặn để mình siết nó lại. Và nếu mà mình muốn nở ra đây nó có cái chốt, mình bấm cái chốt này để mình nở nó ra. Bên này cũng vậy. Bấm cái này và mình siết nó. Ok. Thì cái này là cái đặc điểm của CD. Cái thiết kế đặc điểm của CD. Nó không CD nó không có dùng boa mà nó dùng cái loại proprietary của nó, cái thiết kế riêng của nó. Và hồi nãy Peter cũng nói rồi, tất cả những cái này nè mình có thể thay thế sau một thời gian nếu nó hư hại. Kể cả như các bạn thấy là đây nó có cái wire màu đen, nếu mà Peter muốn chuyển nguyên cái bộ dây này thành màu trắng cũng được. Peter mua cái bộ màu trắng gắn vô thì kể cả cái miếng này nó gọi là instep closure. Kể cả cái miếng này hiện bây giờ nó đang màu đen chữ trắng, Peter có thể mua cái miếng này màu nào đó Peter thích, có thể mua màu đỏ chữ trắng hoặc là màu trắng chữ đỏ để mình gắn vô, có thể mình thay đổi ha sau một thời gian nếu nó hư. Đó là một cái lý do tại sao Peter thích cái đôi giày CD. Lúc mà Peter nghiên cứu là mình có thể giữ cái đôi giày này rất là lâu và thay những bộ phận cần thiết. Một cái Peter thích hay nữa là mà trong những cái đôi giày khác đó Peter có nó không có. Như đôi giày Shimano này Peter nè. Ha. Đây cũng là Shimano. Xưa giờ Peter mua giày là mua Shimano không à. Ok. Cái đôi giày CD ấy, nó có cái hay nhất là trong cái mẫu này. Cái mẫu này với lại cái mẫu short ấy, thì có. Còn mấy cái mẫu thấp hơn thì không có. Ở đằng sau lưng á, ngay cái gót mình á, mình có thể siết lại. Nó có hai con ốc ở đây, mình có thể siết. Và hồi nãy Peter có nói á, là nó cho mình cái đồ cái screwdriver để mình siết, thì mình dùng cái screwdriver này để mà mình siết. Thì siết cái này để làm cái gì? Để cho nó bó cái gót chân của mình. Lý do tại sao mình cần phải làm như vậy? Tại vì cái gót chân của con người mình á, có người á thì cái gót chân bự, có người cái gót chân nhỏ. Và nếu mình mang cái đôi giày vô á, mà cái gót chân nó không có bó lại á, thì á, lúc mà mình đạp, nhất là những người mà đạp khỏe hoặc là đặt mạnh á, họ cần cái này nó bó vô cái gót chân để làm chi, lúc mà mình đạp á mình có thể kéo cái lực lên và ấn xuống, kéo lên ấn xuống như vậy nè, thì như vậy á, cái này nó không có bị xúc ra và như vậy nó sẽ bền cái gót hơn và nó không bị đau cái gót. Chính vì cái này Peter rất là thích là tại vì Peter mang cái đôi giày Shimano này tới ngày hôm nay sau 1,5 năm đạp, Peter có kinh nghiệm rồi. Lúc đầu đạp thì mình không có để ý nhưng mà sau 1,5 năm mình đạp mà mình có kinh nghiệm rồi mình mới biết đó là nếu mà cái gót này mà nó bó lại á, thì Peter sẽ có lực hơn, là tại vì khi Peter đạp xuống Peter có thể kéo lên và khi mình kéo lên á cái gót chân của mình nó kéo lên và cái đôi giày mình nó phụ cho mình có cái lực hơn và như vậy á cái chân đạp của mình nó sẽ cho mình đạp nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn. Ok. Và thưa các bạn là lúc đầu mình mua á, mình chơi á, mình không có biết những cái chuyện này đâu. Những bạn mà chưa có chơi xe đạp lâu á sẽ không có hiểu được những cái khó hiểu những cái mà Peter nói, cho tới khi nào các bạn đạp, mà nhất là các bạn đạp một thời gian lâu, các bạn mới từ từ mới cái cảm nhận được lý do tại sao có những cái đôi giày nó mắc như vậy. Trong khi mình có thể mua một cái đôi giày 150 đô, ví dụ như cái đôi này 150 đô, nhưng mà nếu mà so sánh cái đôi Shimano này, thưa các bạn, Peter đạp cái đôi này cũng được 5 năm nay. Peter thích lắm, nhưng mà nếu mà so sánh cái đôi này với cái đôi này thì chắc chắn là cái đôi CD này nó sẽ cho Peter đạp lực hơn, mạnh hơn. Ok. Bây giờ nói tới cái closure này, như các bạn thấy á, trên cái đôi CD này Peter chọn á, là nó có hai cái điểm mà để mình siết, trong khi cái đôi Shimano này Peter chỉ có một điểm để siết thôi. Khi mình siết cái này á, là nó siết những cái dây kẽm này lại
Ok, thì với một điểm siết này á, nhiều khi Peter siết á, nó chỉ có bó cái chân của Peter ngay đây, nhưng mà ngay cái đoạn ngay đây nó vẫn còn lỏng lẻo. Lý do tại sao Peter chọn mua một đôi giày mới là tại vì sau một lần nữa Peter nói là sau một thời gian đạp lâu á, mình mới cảm nhận được là Peter cần có một cái chỗ mà để siết cái bó cái chân của Peter ngay đây, tại vì bó ngay đây nữa đó thì á, Peter đạp nó sẽ có lực hơn, nó sẽ chắc ngay chỗ này hơn, nó không có bị lỏng lẻo. Và như cái đôi giày này nó có hai cái điểm để mình siết, một cái ngay đây và một cái ngay đây. Đó cũng là một trong những cái quan trọng khi mà các bạn chọn một đôi giày để mua, thì mình phải có những cái điểm mà nó siết cho nó chặt cái chân mình, cái chân mình nó phải bó. Một cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đi mua đôi giày đạp á, các bạn nên đem theo một cái đôi vớ, mà đôi vớ thưa các bạn là mình phải đem theo cái loại vớ mà đặc biệt cho cycling, chứ mình không có đem những cái loại đôi vớ mà mình mang với giày bata. Một trong những cái mà sai của Peter trong lúc đầu mà chơi xe đạp á, hồi lúc trước đi mua đôi giày á, mang theo một cái đôi vớ, đôi tất, mà cái đôi tất đó không phải là đôi tất cho đạp xe đạp, cho nên lúc mà mình mang cái đôi giày vô á, mình lại nó hơi bị chật, cho nên mình lại phải mua cái size nó bự. Cái đôi giày là Shimano là Peter mua 2-3 năm trước rồi, cái này 40, size 43. Lý do tại sao lúc đó Peter mua mình không có hiểu gì hết, mình đem mang cái đôi vớ vô, đôi vớ nó dày thì dĩ nhiên là mình mua cái đôi giày mình lúc mà mình xỏ vô á, mình lại phải mua một cái đôi giày nó bự. Và tới ngày hôm nay á, như các bạn á, Peter mang cái đôi vớ mà cycling vô, đôi giày này thì nó bị rộng rồi. Đôi giày này bây giờ chỉ có để ở nhà để tập ở trên cái trainer thôi, chứ đi ra ngoài đường mà đạp với đôi giày này là không có theo nổi anh em, là tại vì nó rộng, và khi nó rộng như vậy á, mình đạp á mình không có lực. Ok, cho nên đây cũng là một trong những cái quan trọng cho các bạn. Nếu mà các bạn đi ra mua giày mà đạp xe đạp á, nên mua giày mà dùng cái loại vớ, đem theo một cái đôi vớ đặc biệt của cycling, đừng có mang theo đôi vớ đôi tất mà mình mang với giày bata bình thường, tại cái loại đó là nó dày hơn và nó cho mình mang cho nó êm, mình đi bộ cho nó êm, hoặc là có loại giày mà mang cho nó ấm không có đúng, mình phải dùng những cái loại vớ đặc biệt cho cycling. Ok, một trong những cái sai của Peter trong lúc mà Peter mua cái đôi giày Shimano này là tại vì cái mẫu mà Shimano RC7 này nó có hai mẫu, một cái mẫu là regular và một cái mẫu nó gọi là wide. Wide có nghĩa là rộng, cho những người nào mà có cái bản chân mà rộng á thì nó sẽ rộng ở ngay bên này với bên này, nó rộng hơn khoảng 4 mm để cho mình mang vô mình không có bị đau. Thì lúc đầu Peter nghĩ là cái chân của Peter nó wide, cho nên Peter mới mua cái mẫu mà RC7 wide này. Và cái đôi giày này của Peter là 42.5. Lý do là tại vì Peter đã chọn được đúng kích thước rồi, cái bữa này 43 nó hơi rộng, cho nên Peter mua 42.5 và Peter muốn chọn cái mẫu wide. Thưa các bạn, là tới ngày hôm nay á, Peter mới nhận xét ra, lúc mà mới mua về mình mang thì mình thấy nó thoải mái, thích lắm. Nhưng mà tới ngày hôm nay Peter mới nhận xét ra là chân của Peter không cần phải mua cái wide. Tại vì sao? Peter đạp, Peter cảm thấy cái chân của Peter nó vẫn còn 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 thở và còn còn nhúc nhích ở trong cái phần mà gọi là ngay cái chân của mình ngay đây nè. Mình còn còn nhúc nhích, và nhúc nhích như vậy là không tốt, là tại vì như vậy mình không có cái power, mình ấn xuống cái chân mình nó không có yên một chỗ. Ok, cho nên đó cũng là một trong những cái mà các bạn nên để ý khi mua. Đôi giày này nó cũng có cái mẫu wide. Nó gọi bên CD nó không có gọi là wide mà nó gọi là mega. Ok, đừng có mua, nếu mà cái chân của bạn là bình thường thì không nên mua cái mega, tại vì mua như vậy là các bạn mua mang vô nó sẽ không có, nó không có vừa khít, nó sẽ rộng. Còn nếu mà các bạn biết là cái chân của các bạn mà nó wide, có loại chân mà to bản á, thì ok các bạn chọn cái wide. Ok, cái đôi giày này tới ngày hôm nay Peter sẽ retire nó, bỏ nó qua một bên để dành. Nó chưa có hư, nó vẫn ok, nó vẫn tốt, nó chỉ có trầy trụa thôi. Tại vì Peter bỏ vô nó tới 8.000, 10.000 mai năm vừa rồi thì khá nhiều, mà tới ngày hôm nay nó vẫn ok. Và thưa các bạn á, là người ta nói là đôi giày nó không có giãn. Đúng là nó không có giãn, đôi giày rốt nó không có giãn giống như là những đôi giày khác của mình. Nhưng mà Peter cảm thấy là đôi này nó cũng bắt đầu nó giãn rồi. Tại vì lý do là tại vì bây giờ Peter mang vô, Peter siết cái boa này nè, siết hết ga rồi mà cảm thấy nó vẫn
vẫn còn vẫn cảm thấy nó rộng. Lúc đầu mua về xiết vô thì nó cứng nó chắc, nhưng mà bây giờ đạp nhiều rồi bắt đầu nó rộng, thì cái đôi này cũng sẽ bỏ qua một bên để dùng mà đạp trên cái trainer đạp ở nhà thôi. Ok, thưa các bạn, là cái đôi này mua cũng gần 200 rồi, 180 rồi, cho nên Peter nghĩ là mình bỏ một cái số tiền cao như là như đôi này 380 đô, gần gấp đôi đôi này, nhưng mà Peter biết chắc là đôi này nó sẽ bền gấp đôi đôi này luôn. Ok, thời gian sẽ cho Peter cái kết quả, nhưng mà Peter biết chắc là mình bỏ tiền ra nó có cái lý do của nó. Ok, nếu nói về trọng lượng ấy, thì thưa các bạn là Peter có cái cân. Ok, Peter hôm qua có cân thử cái đôi này với lại cái đôi này, thì ở trên mạng người ta hay nói là giày CD thông thường nó sẽ nặng hơn những cái loại giày khác, thì Peter không biết là có đúng như vậy không, nhưng mà hôm qua Peter cân hai đôi này á bằng nhau luôn, trọng lượng bằng nhau luôn, không có nặng hơn bao nhiêu. Có thể là nó khác biệt với nhau một tí xíu về cái clip này, nhưng mà không có nhiều, tại cái clip này nó nhẹ hều, bằng plastic nhẹ hều à. Thì người ta nói là giày CD nặng hơn, nhưng mà đối với Peter nó không có quan trọng, tại vì Peter đã cân rồi, Peter có cái đầu cân tay đây, cân rồi và thấy nó không có khác nhau về trọng lượng, cho nên các bạn yên tâm là mua đôi giày CD cái trọng lượng của nó không có nặng hơn là cái đôi giày Shimano. Và cái đôi giày Shimano này của Peter là consider là cũng là khá nhẹ đó, cái loại này lúc mà Peter mua là Peter chọn cái mẫu này cũng là loại nhẹ rồi đó, nhưng mà cái đôi này, hai đôi này với đôi Shimano này bằng nhau về trọng lượng. Giày CD nó có cái đặc điểm là khi mình nhìn vô là mình biết nó là giày CD liền, là tại vì ở trên đôi giày nó có nhiều cái chỗ mà nó branding lắm, là cái chữ CD đây. Ở đây là cái mình nhìn ngay cái gót cái chân của mình nó có cái vòng ở đây và nó có cái chữ CD, là mình nhìn là mình biết là giày CD liền, nhìn ở xa là mình biết giày CD. Và một trong những cái đặc điểm đặc thù của giày CD nữa là cái bo ở đây, cái bo ở trên cái chân đây. Cái mẫu mà lý do tại sao Peter chọn cái mẫu này thay vì Peter chọn cái mẫu đàn anh của nó là cái mẫu short đó, là tại vì cái mẫu short nó không có cái miếng đây, nó có cái miếng gài ở bên này, mà nó thay thế cái miếng gài này bằng cái gài ở ở ngay ở giữa luôn. Có nghĩa là cái mẫu short đó, nó có hai cái gài ngay đây và nó bỏ luôn cái miếng này ra. Ok, thì đối với Peter đó, là cái mẫu này nếu mà nói về cái vẻ đẹp á thì cái mẫu này đẹp hơn là cái mẫu short. Peter thích cái mẫu này hơn là cái mẫu short, và lý do tại sao Peter chọn cái mẫu này là tại vì lúc nào Peter cũng vẫn xưa nay giờ là traditional, đặc trưng của CD là nó có cái instep closure ngay ở trên này với cái chữ CD. Nói về cái thiết kế và cái mẫu mã, thì đôi giày nó mẫu mã nó dùng cái loại synthetic leather, không phải là da 100% mà nó synthetic leather, và nó có những cái vân. Nhìn thoáng qua nó cũng giống như những cái vân mà nó ép vô cái những cái bóp mà của phụ nữ mà có loại mắc tiền á. Cái này nó có cái design, cái vân nó rất là đẹp, những cái vân nó rất đẹp, và trên cái này nó có nhiều cái lỗ này để cho thoát hơi. Mình mang cái đôi giày mình đạp á, hơi nóng ở trong giày mình phải có nhiều cái lỗ để nó thoát hơi ra. Cái này không phải là để hơi nó vô, ok, không phải là hơi nó vô mà là để mà thoát hơi ra, hơi nóng ở trong cái chân mình nó thoát ra. Ok, đôi giày này để mà hơi nó vô á là ở dưới đây nó có những cái vent, khi mình đạp á gió nó sẽ vô trong đây cho mát cái chân mình, và ở đây nó có một cái vent ở ngay đằng gót này, nó có một cái vent này mình có thể mở ra bằng cách là mình mở cái mình lấy cái screwdriver mình vặn con ốc này và mình mở ra thì nó sẽ cho gió vô thêm. Hiện bây giờ video chưa có làm gì hết, để đạp một thời gian rồi tính sau. Ok, nhưng mà mình có thể mở cái này ra và để cho gió nó luồn vô cái đôi giày cho nó mát, và trên đôi giày nữa có nhiều lỗ để cho thoát hơi. Và nãy video nói rồi, cái mẫu mà Air, cái này nó có một cái mẫu nó Air, thì cái lỗ này là nó coi như là khắp nơi luôn, nó nhiều hơn và nó sẽ thoát hơn, nó sẽ mát hơn. Nếu mà người nào mà đạp mà hơi bị nóng chân ấy, thì nên mua cái mẫu Air. Cái mẫu này ấy, nó cho mình siết cái gót lại để anh chị biết không, cho những dân mà sprinter đó, những cái dân mà đạp mà đua á, mà nước rút á, họ rất là thích cái này, là tại vì á cái này nó bó vô cái gót, và khi họ đạp á họ vừa vừa ấn xuống mà lại vừa kéo lên, vừa ấn xuống vừa kéo lên, và trong cái nước rút á cái đó rất cần thiết để mà tăng tốc cái nước rút cái đoạn cuối cùng vài trăm mét cuối cùng để mà thắng thua nhau
trong cái khoảng cuối cùng á. Cho nên cái đôi giày về cái mẫu CD này Wire 2 với lại cái short đó, nó có cái phần mà nó gọi là heel retention, và mình siết cái này lại để cho mình bó cái gót lại để mà mình đua nước rút. Cộng với lại nếu mà người nào mà leo núi nhiều á cũng thích cái loại này, là tại vì cái này nó bó với cái heel lúc mà mình đạp leo núi đó, thì mình có thể dùng cái gót chân mình để kéo đạp xuống kéo lên, đạp xuống kéo lên. Và đây là một trong những lý do Peter chọn cái đôi này, tại vì hồi nãy Peter nói rồi, cái đôi Shimano không có, và Peter đạp nhiều khi cảm thấy ngay cái chỗ gót chân này nó còn hơi lỏng lẻo. Như các bạn biết đó, là cái mẫu này là cái mẫu mà cao cấp của nó rồi, thì nó làm cái đế này 100% bằng carbon, nó gọi là vent carbon sole. Và cái carbon này nó có một vài cái điểm mà để cho gió nó vô, nhiều nơi cho gió nó vô, và đây mình gắn cái clip vô đây, và ở trên này mình có thể mở ra để cho gió vô. Và nãy Peter có nói rồi là những cái miếng đỏ này nè, sau một thời gian nếu mà nó mòn á, mình có thể mua tháo con ốc này ra gắn vô là giữ cái đôi giày mình mới toanh luôn. Ok, mình có thể thay miếng này và tất cả những cái bộ phận ở trên này, thì cái đôi giày mình nó sẽ mới. Và để nói về cái xô cái đế này, cái đế này lý do Peter chọn á là kỳ này Peter chơi đế 100% carbon, lý do là tại vì á sau một thời gian Peter đạp rồi, Peter mới cảm thấy là mình cần có một cái đế cứng, mình cần có một cái carbon fiber xô cho nó cứng. Và như các bạn biết là cái này cứng đến nỗi mà Peter không bẻ được luôn, không có bẻ được. Tại sao mình cần phải cứng như vậy? Tại vì khi mình cứng như vậy, lúc mình đạp xuống á, là tất cả những cái lực đạp của mình á, nó sẽ dồn vô cái bàn đạp, và nó như vậy á, cái xe đạp của mình nó mới đi mạnh. Ok, còn nếu mà cái xô mà nó mềm á, thì khi mình đạp xuống là nó nhũn xuống á, thì tất cả những cái lực của mình nó sẽ mất đi. Như cái đôi giày carbon, đôi giày Shimano này, lúc đầu Peter mua về Peter đạp, wow, đã quá, cứng quá, thích quá, là tại vì lúc đó mình chưa có kinh nghiệm. So sánh với cái đôi mà đồ rẻ tiền này thì cái này nó cong, Peter có thể bẻ được, tại vì cái xô này nó không phải là carbon, nó là bằng plastic composite, cho nên mình có thể bẻ cong được, và như vậy lúc mình đạp nó không có lực. Cái đôi này cũng vậy, cái đôi này á, cái carbon của nó cũng là carbon, nhưng mà tuy cái carbon nó mềm, nó vẫn còn flex, nó vẫn còn êm, nó vẫn còn dẻo, mình có thể bẻ, và khi mình đạp về lực xuống á, nó không có hết 100%, trong khi cái đôi này á nó cứng ngắc à. Đó, cho nên đây cũng là một trong những cái lý do Peter chọn cái mẫu này. Và nếu các bạn mua đôi giày nên để ý cái xô, mua cái đế càng cứng càng tốt, như vậy các bạn đạp mới có lực. Cái thiết kế của CD nó hay lắm, nó cũng suy nghĩ tới những cái an toàn khi mà mình đạp ở ngoài đường, những cái safety. Ví dụ như là đằng sau cái gót này nó có những cái điểm màu đỏ, và cái này nó gọi là reflection point, có nghĩa là khi mà mình đạp ban đêm hoặc ban chiều mà hơi nắng nó hơi xuống á, xe hơi mà nó đạp đằng sau mình lúc mình đạp á, xe hơi, cái đèn xe hơi nó sẽ chiếu vào đây, và cái này nó sẽ nổi sáng lên, và mình đạp như vậy là thì nó an toàn cho mình hơn là xe hơi ở đằng sau á, nó tới nó thấy, và nó thấy những cái reflection này, những cái phản ảnh ánh sáng này, nó biết là có người đang đạp, thì như vậy là nó cũng là một cái phần safety cho mình. Và lý do Peter chọn cái mẫu mà nó có cái màu đỏ này là tại vì lúc mình đạp á, mình cũng muốn cho mọi người thấy mình đạp, thấy là có người xe đạp, chứ không phải là mình khoe cái màu đỏ. Nhưng mà cái màu đỏ này thông thường nó catchy và nó nổi, và mình cần cái sự an toàn đó. Ok, và Peter cũng recommend là nếu các bạn đạp ở ngoài đường nhiều á, cũng nên mặc quần áo mà nó hơi màu mè chút, sặc sỡ chút, là tại cái đó nó giúp cho những cái xe hơi khác nó đi ngang nó thấy rõ mình hơn. Ok, ví dụ như mang đôi giày mình nên mang, đừng có mang đôi vớ màu đen, hay là mang vớ mà nó tối quá, có thể mình mang cái đôi vớ màu đỏ hay là cái màu nào đó để cho nó sáng lên chút, hoặc là đôi giày vớ màu trắng để cho mà lúc mà mình đạp nó an toàn hơn. Thì cái đó là cái recommend của Peter, tại vì mình chơi cái môn này mình cũng muốn có cái sự an toàn. Rồi thế thôi, cái video này nó hơi dài dòng. Peter rất là excited với cái đôi giày này. Bây giờ Peter sẽ gắn cái clip này vô cái đôi giày này, để mà ngày mai á, Peter sẽ lên đường đạp 100 miles, ngày mai đạp Century. Lát nữa Peter gắn cái clip lên và Peter sẽ bỏ cái xe đạp lên cái trainer và đạp thử ở nhà, và để tinh chỉnh
cái cleat cho nó vừa với lại chân của mình. Và sau khi Peter đạp ngày mai và những cái ngày tới, Peter sẽ làm một cái video nữa chia sẻ các bạn cái cảm nghĩ sau sau một tuần dùng cái đôi giày này như thế nào, nó có đáng đồng tiền hay không, nó có cái gì hay, có gì dở nếu có. Nhưng mà thưa các bạn, là sau khi Peter nghiên cứu kỹ và Peter cũng mua lầm một đôi CD và trả lại rồi, và sau khi mua được cái đôi này hôm qua, Peter mang vô chỉ trong vòng 5 phút thôi, Peter đi tới đi lui mang đúng cái đôi vớ mà thể thao đạp xe đạp luôn, thì Peter mới cảm nhận được cái sự mắc tiền của nó, cái đáng giá của nó, và Peter biết chắc là cái đôi giày này nó sẽ bền cho Peter. Có thể nói là Peter có thể dùng cái đôi giày này 5 năm luôn nếu mà Peter dùng đúng của nó, và sau đó nếu mà những cái miếng này là nó mòn thì mình có thể thay. Mà Peter thấy cái giá thay của mấy cái này rồi rẻ lắm, không có mắc ha, mình sẽ thay mấy cái này, tại vì Peter không nghĩ là cái carbon sole này nó hư, tại vì cái này quá bền đi, và cái da này thật sự cái da này bền lắm, mình sờ không là mình cũng đã biết là loại loại synthetic leather rất là tốt rồi, nó không phải là da thiệt nhưng mà nó là cái loại synthetic, và thưa các bạn là không thể nào mà nó mòn được, nó có thể là nó dơ mình đạp xong mình về mình lau, nhưng mà nó không thể nào nó giãn được. Với cái kinh nghiệm của Peter, Peter nhìn là Peter biết là nó sẽ không thể nào giãn được. Cho nên với cái số tiền mà bỏ ra đầu tư ngay lúc đầu với một cái đôi giày như vậy á, thì Peter thấy nó cũng đáng giá. Ok, để cho các bạn xem một lần nữa đôi giày CD. Ok, thân mến chào các bạn. Nếu các bạn nào có câu hỏi gì về cái video này thì các bạn có thể comment xuống và Peter sẽ cố gắng trả lời. Đây là những cái kinh nghiệm của cá nhân của Peter. Peter cũng không có muốn cho giới thiệu một cái brand nào mà cũng không có làm cho hãng nào hết. Tất cả những cái món đồ Peter làm là có đây là bỏ tiền túi ra mua, và mua tới đâu, học hỏi tới đó, và biết được cái gì thì Peter chia sẻ các bạn. Nhưng mà Peter có thể nói với các bạn là cái sự quan trọng của một đôi giày, sau một thời gian chơi, Peter đã mua đôi giày này $110, và thưa các bạn là tới ngày hôm nay nó đã hư rồi và chỉ giữ lại để mà tập ở trong nhà thôi, chứ đi ra ngoài đường đạp với đôi này thì thứ nhất là nó không đẹp, và thứ hai nữa là cũng không có đã chân lắm. Sau đó mua được cái đôi giày này và đạp tới ngày hôm nay được một năm mấy nay, và tuần cách đây một tháng nghĩ là đi lên mua lại cái mẫu này nhưng mà chán rồi, không có thích cái mẫu này nữa, cho nên thôi cái mẫu này nó đã làm được cái việc của nó rồi. Cũng $180 mà chỉ trong vòng một năm rưỡi là coi như là nó cũng mềm xèo rồi, nó cũng hư rồi, cho nên tới ngày hôm nay quyết định đầu tư luôn một cái đôi giày khá, giá cả hơi cao một chút xíu nhưng mà Peter nghĩ là nó rất đáng đồng tiền. Ok ha, rồi thông báo cho các bạn, nếu mà có ai có câu hỏi gì thì comment cho Peter. Hẹn các bạn trong cái video kế, sau khi Peter đạp với đôi này, ngày mai Peter đạp 100 miles về và có cái cảm nhận gì Peter sẽ chia sẻ sau. Ok, thông báo cho các bạn.